cùng nhìn lại một năm 2022 với những điều chưa từng có trong lịch sử, với nhiều biến động khó khăn và thách thức. Trong bối cảnh đó, vẫn có những con người tràn đầy nhiệt huyết với ý chí kiên cường, luôn tiến về phía trước, đã hoàn thành xuất sắc những kế hoạch đặt ra. 2022, cùng nhìn lại một năm đã qua để thấy tự hào với những dấu ấn chúng ta đã làm được trong suốt 365 ngày qua. ngày là chuỗi ngày thử thách của tập thể tự động hóa Đông Phương. Sự căng thẳng đấu trí với đại dịch Covid-19 diễn ra vào giai đoạn đầu năm, cùng với sức ép và khó khăn cực lớn đến từ thị trường dịp cuối năm. Sau tất cả, tập thể tự động hóa Đông Phương đã chứng minh được bản lĩnh thép trong năm 2022, cùng nhau đưa cả doanh số công ty giữ vững mức tăng trưởng ổn định liên tục trong 3 năm, từ năm 2019 đến năm 2022. Đây được coi là cuộc bứt phá về đích mạnh mẽ của toàn thể đội ngũ công ty Đông Phương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đặt ra. Từ năm 2019 đến năm 2020, tăng trưởng đạt 17%. Từ năm 2020 đến năm 2021, tăng trưởng đạt 15%. Từ năm 2021 đến năm 2022, tăng trưởng đạt 18%. Hướng đến mục tiêu đưa thương hiệu máy CNC Đông Phương ngày càng vươn xa, ban lãnh đạo cùng các bộ phận trực thuộc không ngừng nỗ lực tối ưu hóa khâu sản xuất và đẩy mạnh các kênh bán hàng trực tuyến, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm của khách hàng xuyên suốt quá trình tìm hiểu và đầu tư máy. Đến với Đông Phương, quý khách hàng sẽ được tham quan trực tiếp nhà máy cùng với dây chuyền sản xuất hiện đại, quy trình sản xuất chặt chẽ. Qua đó, giúp quý khách hàng tin tưởng hoàn toàn vào trình độ kỹ thuật cũng như năng lực quản trị, dẫn dắt thị trường của Đông Phương. Bên cạnh sản phẩm chất lượng tốt, Đông Phương còn vô cùng chú trọng vào khâu hậu mãi sau bán hàng. Bằng chứng là những chính sách của chúng tôi luôn hướng đến lợi ích của người tiêu dùng. Chính vì vậy, Đông Phương luôn là địa chỉ trao chọn niềm tin của nhiều khách hàng trên toàn quốc. Thì tôi đầu tư thêm một máy nữa với cái diện tích mặt bàn rộng hơn, lớn hơn để phục vụ cho công việc của tôi. Do nhu cầu công việc khách hàng, tôi có nhận ngay vừa làm hàng nhà nhưng mà tôi vừa gia công lại cho những cái trại mọc quanh vùng, cho nên là cái công suất của tôi phải tăng lên thêm nữa, cho nên tôi đầu tư thêm một máy nữa. Và qua quá trình mà tôi mua máy của công ty Đông Phương thì công ty và đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ cho tôi rất là nhiều. Nói chung là thời gian đầu tôi cũng còn bỡ ngỡ và cũng rất là sợ, nhưng mà tôi luôn có cái đội ngũ của kỹ thuật của công ty Đông Phương hỗ trợ tôi mọi lúc mọi nơi, cho nên là càng ngày tôi càng tự tin. Và phải nói là tôi rất là cảm ơn công ty Đông Phương đã hỗ trợ giúp đỡ tôi rất là nhiều trong công việc. Về phần máy thì mình thấy máy rất là ổn định. Rồi là mình, một cái hài lòng nhất của mình là mỗi một khi mà máy có một cái gì đó mà mình chỉ thấy cảm thấy, tức là mình nghe thấy tiếng máy có vẻ không an toàn, thì mình điện thì lập tức là bên Đông Phương cũng có thể là không về trực tiếp được, nhưng cũng có đội ngũ nhân viên, tức là điện thoại về trao đổi cùng với kỹ thuật của bên nhà mình. Nên nói chung cái đó là mình thấy hài lòng. Nói đúng ra ấy thì tuổi cao thực, nhưng mà lên đến công ty thì có một cái bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc là bộ tư vấn kỹ thuật là chuyển giao công nghệ, thì thực tế là các cháu rất là chu đáo và chỉ bảo tận tình, học hành
về các cái công nghệ mới thì thực tế ra thì nó tùy theo lứa tuổi thôi, nhưng mà theo tôi thì tôi thấy là cũng dễ hiểu và cập nhật được công nghệ, và sau này các cháu sẽ hỗ trợ thêm, thì điều này thì tôi rất tin tưởng. Em chào anh Thoan ạ. Hôm nay mình có cơ hội gặp trực tiếp anh ở công ty. Thay mặt công ty Đông Phương, em cảm ơn anh Thoan và quý công ty Libat rất nhiều. Nhờ có sự đánh giá tốt về sản phẩm của anh mà tổng công ty năm nay đã tiếp tục đầu tư thêm 6 chiếc máy Chelsea 1325 một đầu tại công ty Đông Phương. Anh có thể nhận xét một chút về chất lượng máy của bên em được không ạ? Tức là 6 máy mới của anh đầu tư về chất lượng hoạt động rất ổn định. Thứ nhất là về thời gian hoạt động của nó là rất chi là ưu điểm, cái là nó hoạt động thời gian rất là dài mà không sợ bị nóng máy hay là thế nào cả. Cái thời lượng mà bên anh làm thì nó rất là nhiều thời gian, như cái đợt đơn hàng cuối năm thì hầu như là chạy 20/24 hết. Dạ vâng ạ, em cảm ơn lời chia sẻ của anh. Thì trong thời gian tới quý công ty mình có ý định đầu tư thêm máy CNC của công ty Đông Phương không ạ? Chắc chắn là sẽ có rồi em, tại vì anh có 3 khu vực từ Bắc, Trung, Nam thì anh cũng đã sử dụng máy của bên mình cả rồi. Tiến tới anh sẽ đầu tư thêm các khả năng là cũng nhiều máy vào bên mình nữa. Dạ vâng ạ, em rất mong chờ tin vui đến từ anh và quý công ty. Một lần nữa em và công ty Đông Phương cảm ơn anh đã tin tưởng và đầu tư máy CNC của bên em ạ. Cảm ơn anh ạ. Song song với việc duy trì vị thế của những dòng sản phẩm cũ, CNC Đông Phương còn chú trọng đầu tư và phát triển những dòng sản phẩm mới. Năm 2022, với sự sáng tạo, kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ, phòng phát triển đã cho ra mắt thành công dòng sản phẩm máy CNC trung tâm hoàn toàn mới với nhiều tính năng thông minh và hiện đại, giúp quý khách hàng của Đông Phương nâng cao được hiệu suất công việc và lợi nhuận. Qua đó, tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong trong lĩnh vực sản xuất máy CNC tại thị trường Việt Nam của Đông Phương. Trong hành trình năm 2022, ban lãnh đạo của Đông Phương luôn mong muốn xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày càng tốt hơn thông qua các hoạt động đào tạo nội bộ cho toàn thể cán bộ công nhân viên, tổ chức các hoạt động team building và du lịch hàng năm. Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như hành trình thiện nguyện tại trường Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Trao các phần quà ý nghĩa cả về tinh thần và vật chất cho nhà trường cùng các em học sinh nghèo vượt khó. Những giá trị cốt lõi riêng, đồng thời cũng là những tài sản vô giá của Đông Phương. Đó là niềm tin của hàng nghìn khách hàng trao gửi, là tình thân như một gia đình giữa các thành viên Đông Phương, quyết tâm vì một Đông Phương lớn mạnh. Những nền tảng Đông Phương gặt hái được trong năm 2022 sẽ là thế và là lực vững chắc để Đông Phương sẵn sàng tăng tốc, chiếm lĩnh những thành công rực rỡ trong năm 2023. Kính chúc quý khách hàng một năm mới suôn sẻ, may mắn và gặt hái nhiều thành công. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành, ủng hộ và tin tưởng vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi của công ty chúng tôi trong suốt năm vừa qua.